Chương 1: Khát vọng. Điểm khởi đầu của mọi thành công. Bước làm giàu thứ nhất. Khi Edward Ban bước xuống ga tàu hỏa ở West Orange, New Jersey, bề ngoài của anh có vẻ giống như một kẻ lang thang, nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy ẩn chứa một tư tưởng của một ông hoàng. Trong lúc Ban đi từ ray xe lửa đến văn phòng của Thomas Edison, tâm trí của anh luôn hoạt động. Anh thường mừng tượng ra cảnh mình đang đứng trước Edison. Barnes nghe như có tiếng anh yêu cầu Edison cho mình một cơ hội để thực hiện nỗi ám ảnh chi phối suốt cuộc đời. Nỗi khát khao cháy bỏng được trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại. Khát vọng của Barnes không chỉ là một niềm hy vọng, cũng không chỉ là một niềm mong ước. Đó là nỗi khát khao sôi sục, cháy trong huyết quản của anh. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Vài năm sau, Edwin C. Barnes lại đứng trước Edison, cũng ở căn phòng nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên. Lần này thì khát vọng của anh đã thành hiện thực. Anh đã trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison. Giấc mơ chi phối cuộc đời anh đã được hiện thực hóa. Barnes thành công vì anh đã lựa chọn cho cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng, dành hết năng lượng, sức mạnh ý chí, nỗ lực cá nhân và tất cả những gì anh có thể đạt được mục tiêu đó. Trong quãng thời gian 5 năm trước khi cơ hội mà Barnes tìm kiếm xuất hiện, quãng thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng Edison. Với mọi người, anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong guồng máy kinh doanh của Edison. Nhưng trong thâm tâm Barnes, anh luôn là đối tác của Edison. Và cách nghĩ ấy nung nấu từng giây từng phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc ở văn phòng của Edison. Đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của một khát vọng rõ ràng và mãnh liệt. Barnes đã đạt được mục đích và chính anh muốn trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison hơn bất kỳ điều gì khác. Anh đã vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được mục đích đó và không bao giờ lùi bước. Anh kiên định giữ vững niềm khát khao của mình cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng biến thành sự thật. Khi đến West Orange, Ben không tự nhủ rằng mình sẽ thuyết phục Edison cho mình một công việc kiểu gì cũng được, mà anh đã tự khẳng định với bản thân mình. Mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng mình đến đây để cùng kinh doanh với ông. Anh không nói rằng trong trường hợp thất bại, mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác, mà anh nói chỉ có một điều trên thế gian này mình quyết tâm phải đạt cho bằng được, đó là được làm cộng tác kinh doanh với Edison. Mình sẽ thiêu rụi tất cả những cây cầu sau lưng và đánh cuộc toàn bộ tương lai vào khả năng của mình để đạt được những gì mà mình mong muốn. Anh không để lại cho mình một con đường để rút lui. Anh phải thành công hay là chết. Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Barnes. Không được phép lùi bước. Câu chuyện sau đó có lẽ xảy ra từ lâu lắm rồi. Thời đó, một chiến binh vĩ đại buộc phải đưa ra một quyết định để đảm bảo chiến thắng trên chiến trường. Ông chuẩn bị đem quân đi đánh một kẻ địch hùng mạnh với quân số vượt trội. Ông cho quân của mình lên thuyền, song buồm ra khơi tới vương quốc của kẻ địch. Đến nơi, người chiến binh quả cảm cho tất cả quân trang và binh lính của mình xuống thuyền. Sau đó, ra lệnh đốt chính những chiếc thuyền đã chở họ. Ông nói với binh sĩ trước khi bắt đầu trận chiến: các ngươi có nhìn thấy những chiếc thuyền đang bốc cháy kia không? Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể rời bờ khỏi bờ này nếu chúng ta không chiến thắng. Giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải chiến thắng hoặc chúng ta bị tiêu diệt. Và cuối cùng họ đã thắng. Bất kỳ ai muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt con thuyền của mình đi và cắt đứt mọi con đường có thể rút lui. Đó là cách duy nhất để bảo đảm duy trì trạng thái tinh thần khát khao chiến thắng, điều kiện cần thiết để vươn tới thành công.
Buổi sáng sau trận hỏa hoạn khủng khiếp ở Chicago, một nhóm thương gia đứng trên phố States nhìn lại đống tro tàn mà trước đó không lâu còn là cửa hàng của họ. Họ tranh luận với nhau để quyết định xem liệu nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời khỏi Chicago và làm lại từ đầu tại một vùng đất khác có nhiều triển vọng hơn. Cuối cùng thì tất cả họ đều quyết định rời khỏi Chicago. Chỉ có một người duy nhất quyết tâm ở lại bám trụ trên mảnh đất chỉ còn là đống tro tàn. Người thương gia đó đã chỉ tay vào đống tro tàn trước kia từng là cửa hàng của mình và tuyên bố: "Các ngài hãy chờ xem, chính ngay tại chỗ này đây, tôi sẽ xây nên một cửa hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có sập xuống thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa vì hỏa hoạn." Đó là năm 1871. Không lâu sau, cửa hàng của ông đã được xây dựng lại. Cho đến bây giờ, cửa hàng bách hóa Marshall Field vẫn đứng đó, sừng sững như một tượng đài biểu trưng cho sức mạnh của niềm khao khát cháy bỏng. Rất dễ cho Marshall Field nếu ông làm đúng những gì mà các thương gia khác đã làm. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và tương lai có vẻ mờ mịt, họ chỉ có việc bỏ cuộc và tìm đến nơi có cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy lưu ý kỹ sự khác biệt giữa Marshall Field và những thương gia khác, bởi vì đó cũng chính là những điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại. Mỗi con người khi đến tuổi hiểu được giá trị của tiền bạc đều mong muốn có được nó. Nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không mang đến cho bạn sự giàu có. Bạn cần có khát vọng làm giàu, biến khát vọng đó thành một nỗi ám ảnh, lập một kế hoạch chi tiết về cách thức và phương tiện để đạt được sự giàu có và kiên trì thực hiện bằng được những kế hoạch đó mà không bao giờ lo sợ thất bại. Đó mới là những yếu tố cần và đủ giúp bạn có được cuộc sống giàu sang. 6 bước để biến khát khao thành vàng. Phương pháp để biến khát vọng giàu có của bạn thành những tài sản vật chất tương đương bao gồm 6 bước rõ ràng và thiết thực sau đây. Bước 1. Xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói "tôi muốn có rất nhiều tiền" thôi thì chưa đủ. Hãy xác định số tiền này. Nguyên nhân tâm lý giải thích tại sao phải xác định rõ ràng như vậy sẽ được đề cập đến trong chương sau. Thứ hai, xác định rõ xem bạn đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn. Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều có cái giá của nó. Bước 3. Xác định rõ ràng ngay bạn muốn nhận được số tiền đó. Bước 4. Hãy lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay, dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước 5. Viết một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn, trong đó liệt kê số tiền bạn muốn có, thời gian để bạn có được số tiền đó, cái giá mà bạn sẵn sàng trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước 6. Hãy đọc to bản tuyên bố của bạn thành tiếng 2 lần một ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần trước khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Việc bạn tuân theo những chỉ dẫn được mô tả trong 6 bước trên là rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, bước thứ 6 đặc biệt quan trọng. Bạn sẽ phàn nàn rằng làm sao có thể tưởng tượng là mình đang có thật nhiều tiền, trong khi bạn thật sự chưa có nó. Một khát vọng làm giàu mãnh liệt sẽ giúp bạn thực hiện điều tưởng như không thể ấy. Nếu bạn thật sự khao khát giàu sang đến mức điều đó trở thành nỗi ám ảnh, thì sẽ không khó để bạn tự thuyết phục mình rằng bạn sẽ đạt được sự giàu sang như thế. Mục đích rõ ràng là muốn có nhiều tiền và sự quyết tâm có được số tiền đó sẽ khiến bạn tin rằng bạn sẽ đạt được như vậy. Nếu bạn chưa từng được dạy về cách thức vận hành của trí óc con người, những hướng dẫn viên trên có vẻ như không thực tế, nhưng có lẽ thông tin sau sẽ giúp bạn tin tưởng hơn và những chỉ dẫn trên. Chính ông vua thép Andrew Carnegie, một trong những người thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã nói với tôi về 6 bước đó. Andrew Carnegie bắt đầu sự nghiệp từ một người lao động bình thường trong những nhà máy thép.
Mặc dù khởi động từ một xuất phát điểm rất thấp như vậy, ông đã thành công trong việc vận dụng những nguyên tắc trên để có được một gia tài khoảng hơn 100 triệu đô la, tương đương với 20 tỷ đô la ngày nay, và có thể còn nhiều hơn thế. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn biết rằng nhà phát minh nổi tiếng và cũng là một doanh nhân rất thành đạt, Thomas Edison đã nghiên cứu rất kỹ 6 bước đầu tiên. Chính ông đã đồng ý rằng chúng không chỉ là những bước cần thiết để tích lũy tiền bạc, mà còn cần thiết để đạt được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời bạn. Những bước nêu trên không đòi hỏi bạn phải lao động cực nhọc, không đòi hỏi sự hy sinh. Để áp dụng chúng cũng không đòi hỏi một học vấn quá cao, nhưng bạn cần phải có một trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu được rằng tích lũy tiền bạc không thể trông chờ vào cơ hội, số phận hay sự may mắn. Giờ đây, bạn cũng có thể đã hiểu rằng bạn không bao giờ có được nhiều của cải nếu bạn không có một khát vọng làm giàu mãnh liệt, một niềm tin thật sự rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Sức mạnh của những giấc mơ lớn. Nếu như bạn đang chạy trong một cuộc đua tới cái đích là sự thành công và giàu có, bạn có thể cảm thấy được khích lệ khi biết rằng thế giới già cỗi mà chúng ta sống này đang đòi hỏi hơn bao giờ hết những ý tưởng mới, những phương cách làm việc mới, những nhà lãnh đạo mới, những phát minh mới, những phương pháp, kiểu dáng, phiên bản mới. Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại, chúng ta đều đang đòi hỏi được cách tân để trở nên mới mẻ hơn. Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó, có một phẩm chất mà bạn đang nhất thiết phải có để đạt đến thành công. Đó là sự kiên định theo đuổi mục tiêu, nghĩa là bạn biết rõ mình muốn gì và khát khao cháy bỏng đạt được nó. Nếu như bạn thật sự có khát vọng làm giàu, hãy nhớ rằng những nhà lãnh đạo thực sự của thế giới này luôn là những người được trang bị và biết sử dụng một cách thiết thực sức mạnh vô hình của chính những cơ hội còn chưa hình thành. Họ chính là những người chuyển những cơ hội họ đó thành những tòa nhà trong trời, những thành phố, những nhà máy, những phương tiện vận tải, những hình thức giải trí và phương tiện. Và những tiện nghi làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, nhanh gọn hơn, tốt đẹp hơn và thoải mái hơn. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được sự thành công và giàu có, bạn đừng bị lung lay hay nhụt chí vì những người xem bạn như kẻ mơ mộng. Để làm được một điều gì đó lớn lao trong thế giới đang thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần của những người đi tiên phong trong quá khứ, những người ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch cho sự phát triển, là cơ hội cho bạn và tôi giải phóng hết những năng lượng tiềm ẩn trong mình. Khát vọng cháy bỏng, muốn trở thành một ai đó và muốn được làm một điều gì đó là điểm xuất phát cho những người biết ước mơ cất cánh. Mơ ước không bao giờ hình thành trong những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Nếu điều mà bạn mong ước làm bạn đứng đắn và bạn tin vào nó, hãy tiến lên và thực hiện nó. Hãy biến ước mơ của bạn thành sự thật. Đừng bao giờ quan tâm xem người đời nói gì nếu bạn gặp thất bại tạm thời. Họ không hiểu rằng mỗi sự thất bại đều mang trong mình hạt giống của một thành công tương đương. Marconi ước mơ về một hệ thống có thể truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn. Bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng những người bạn của Marconi đã tống ông vào một bệnh viện tâm thần khi ông thông báo với họ rằng đã khám phá ra nguyên lý để truyền những thông điệp qua không gian. Ngày nay chúng ta nhận thấy rõ ràng Marconi không mơ mộng hão huyền chút nào. Bằng chứng có thể tìm thấy trong mỗi chiếc radio, TV, điện thoại di động, vệ tinh, viễn thông hay bất kỳ một thiết bị vô tuyến quen thuộc nào khác. May mắn là những người biết ước mơ ngày nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa. Thế giới ngày nay chứa ẩn vô số cơ hội mà những người mơ mộng trong quá khứ chưa từng biết tới. Nếu bạn không tin điều đó là sự thật, nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng vì những thất bại gần đây, thì những gì bạn sắp đọc sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Bạn sẽ hiểu rằng thất bại chính là tài sản quý giá nhất. Hầu hết những người thành đạt đều đi lên từ bước khởi đầu hết sức khó khăn,
trải qua rất nhiều những trở ngại tưởng như không thể vượt qua trước khi đến đích. Bước ngoặt trong cuộc đời, những người thành đạt thường chính là những giai đoạn khủng hoảng như thế. Đó là thời điểm mà họ lột xác và nhìn nhận ra một cái tôi khác trong con người mình. Sydney Potter đã tìm thấy những phẩm chất thiên tài ngủ quên trong ông chỉ sau khi chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn. Ông bị buộc tội tham ô và bị giam giữ trong một xà lim ở Columbus, Ohio. Chính nơi đây ông đã làm quen với một cái tôi khác của mình. Sydney Potter đã bắt đầu viết truyện ngắn. Sau đó, mặc dù vẫn đang bị nhốt trong xà lim, ông bắt đầu bán những truyện ngắn đó cho các tạp chí dưới bút danh O. Henry. Nhờ sử dụng trí tưởng tượng của mình, ông ta khám phá ra rằng bản thân ông có thể trở thành một nhà văn vĩ đại thay vì là một tên tội phạm khốn khổ và bị ruồng bỏ. Thời điểm tiềm được ra tù cũng là lúc O. Henry đã nổi tiếng khắp nước Mỹ như một nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc bậc nhất. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng được bằng điện. Ông liền bắt tay vào hành động thể hiện để hiện thực hóa ước mơ ấy. Mặc cho hơn 10.000 lần thất bại, nhà phát minh vẫn kiên trì với ước mơ cho đến khi tạo ra được thế giới này một thành tựu vĩ đại. Henry Ford, một người thanh niên nghèo khó và không được học hành đến nơi đến chốn, luôn ước mơ về một chiếc xe không cần ngựa kéo. Anh bắt tay ngay vào công việc với những công cụ thô sơ mà không chờ cho đến khi cơ hội thuận lợi đến với mình. Ngày nay, bằng chứng về ước mơ của Ford có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ford đã cống hiến nhiều sức lực và việc thực hiện thực hóa ước mơ ấy hơn bất kỳ người nào khác vì ông không bao giờ lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ thoái chí và từ bỏ ước mơ. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ước ao một điều gì đó và việc sẵn sàng đón nhận nó. Chẳng ai sẵn sàng đón nhận điều gì cho đến khi người đó tin tưởng họ sẽ đạt được điều đó. Điều quan trọng là trạng thái tinh thần phải luôn tin tưởng, chứ không chỉ hy vọng hay ước muốn. Cởi mở là yếu tố cần thiết để có thể có được niềm tin. Một đầu óc bảo thủ sẽ không thể khích lệ bạn có được niềm tin và lòng can đảm thật sự.